quan tâm tới nữa. Rồi mình cảm thấy chân nó còn bao không nhiêu ký? Không cần quan tâm tới cái này nữa. 7 ký. Thằng này sẽ là tầm 50 đến 60. 50 đây hả? À. Ở đây hả? Đúng rồi. Ừ. Mình không còn quan tâm tới cái này nữa nha. Ok. Không cần vặn, không cần nằm quan tâm gì hết. Bây giờ mình gắt 4 cái này vô này, anh để nha. Uống lộn nào? Để này nè. Ở trên đây em có đánh dấu này, hai cái thì tương ứng ở đây cũng sẽ có hai cái. Rồi. Đây mình tìm hai cái mình gắn vô hai cái này, thấy chưa? Rồi. Một cái thì mình tìm như cái nào một thì mình gắn vô. Đây là hai ba cái này tương ứng cái nào ba cái mình gắn vô, bốn cái tương ứng cái nào bốn cái gắn vô, rồi. Hiểu chưa? Rồi. Thì motor của mình cũng quay giống như vậy luôn. Một dòng đấy đúng không? Motor thằng này nó sẽ quay như thằng này nó không có cái mũi tên lên á. Thì anh để ý nó cứ quay về hướng này là đúng, được chưa? Nó cứ hay hướng này là đúng. Hoặc là anh để ý cái này nè, nếu mà nó cùng chiều kim đồng hồ là đúng, cái hướng của cánh quạt nếu mà nó cùng chiều kim đồng hồ thì sẽ đúng, được chưa? Rồi. À, nếu mà không đúng thì anh sẽ đảo ngược cái dây motor lại thôi, không vấn đề gì hết. Thì cái này là dây nguồn tổng thì gắn vô tổng. Rồi tới những cái dây này thì dây nguồn tổng đây, cái quả đây là bắt là hình cái đồng. Đây ha. Ở đây á nó sẽ có 4 dây này. Ha. Tương ứng á, bốn dây nhỏ đây. Cái thằng này nó gọi là cái công tắc hành trình đó. Khi tới đây thì nó sẽ ngừng và lên đây thì nó sẽ ngừng. Thì tương ứng là dây này thì nó sẽ ở trên và dây này sẽ ở dưới. Thì sẽ qua đây ha. Đây là dây nó mình nổi qua đây luôn. Đúng rồi. Đây. Anh để cái này nha. Hai sợi này ha. À. Anh gắn vô đây. Hai sợi nào? Tức là cái thằng mà ở dưới á. Lương sao? Đến nay Lương sao bị ở dưới thằng nào vậy thằng nào? Anh nhìn cái sợi anh thấy à? Đây cái sợi. Thằng này anh gắn ở dưới nè. Hai thằng này, một cái, hai cái anh gắn ở dưới ha. Thằng nào? Hai thằng này rồi. Ở dưới là anh gắn hai này hướng nào cũng được, chiều nào cũng được hết. Rồi, hai thằng dưới. À. Còn hai thằng ở trên á tức là hai thằng này. Hai thằng này được chưa? Hai thằng ở trên là hai thằng ở trên á, tức là có bốn dây đỏ đúng không? Rồi. Nó sẽ có hai thằng ở dưới và hai thằng ở trên thì mình ép gắn vào hai cái lỗ này, còn hai thằng ở dưới mình gắn vào hai lỗ này. Rồi. Ok chưa? Còn đây nó sẽ còn 6 sợi nữa, 6 sợi này. Thì mình chập đôi vào và mình gắn vô. Hai motor rung. Thì ví dụ như dây vàng thì gắn vô vàng, rồi. Nâu thì gắn vô nâu, xanh thì gắn vô xanh. Thì mình gắn vô đây. Anh nhìn thấy ba cái này chưa? 1, 2, 3. Thì tương ứng là ba cái dây đó như vậy luôn. Mình gắn vô đây. Vàng, nâu, xanh đó. Rồi. Cái này trên, cái này dưới. Cái trên này dưới, cái này dưới. Cái này dưới. Đây. Ok. Cái này dưới à? Cái này dưới. Đây dưới. Dưới. Trên đúng rồi. Rồi vào motor. Ồ mẹ. Dưới. Motor đây, ba sợi đây, tương ứng ha. Dưới. Được chưa? Anh lưu nhìn như vậy là anh biết rồi, đúng không? Ngắn ở dưới, đúng không? Thế em chỉ cho ba thằng bên này. Rồi đây, ba thằng đuổi nữa. Thì nó sẽ có hai motor thì mình gắn y như nhau luôn. Rồi. Tức là đây hai sợi. Rồi. Thì mình để cùng màu cho nó dễ. À, vậy là xong cái khâu ráp điện rồi. Để khâu vận hành máy. Anh để ý ha, để em nói những thành phần của cái máy này cho ha. Thằng này á là cái thằng định ép xuống. Còn thằng này tức là cái thằng phun gạch. Rồi. Còn thằng giới này là cái thằng 3 led để mang gạch ra ngoài. À. Tức là đây là gỗ này. Gạch đó, nó sẽ ở trên cái thằng này kéo ra, đúng rồi, hai thằng B ra ngoài. Cảnh đình nâng lên cạnh là mình kéo rút ra đúng không? Rút ra. À, là gạch nằm dưới này đem đi phơi đúng không? Đúng rồi. Cái cạnh này là mình phải làm nhiều đúng không? Làm nhiều đúng mình, rồi. Mấy chục tấm đúng không? Đúng rồi. Liên tục này cái này nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm. Thì gạch như thằng kia thì bây giờ em nói cái trộn gạch trộn nguyên liệu thằng này trước nha. Không tương tự bên kia, tương tự chỉ là tương tự cái lớp bê tông thôi. Thằng bên kia á là mình để màu vô trước mình mới để bê tông, còn thằng này á mình để bê tông vô trước ha, để vô để hết cái bê tông vô đây. Bê tông của mình thì gồm có đá mi bụi và xi măng nước đó, bỏ hết vô đây san bằng. Rồi màu nguyên liệu màu á của mình á
thì nó sẽ có màu cát và xi măng. Còn tỷ lệ như thế nào thì em sẽ soạn cho. Rồi mình bỏ hết xi măng vô đây, tức là bê tông đó, tại mình trộn rồi xong rồi thì mình gọi là bê tông. Mình lấy cái cào san bằng vô, đâu cũng để nước về đấy, đúng không? Đúng rồi, cũng tỷ lệ khô y như vậy. Anh lưu ý cái lớp màu nha, để em nói khi thằng, đó, thằng bên kia là lớp đó. Màu sệt, thì thằng này bên này lớp màu là lớp màu khô. Nó chỉ hơi hơi ẩm ẩm, cũng giống như kiểu làm trộn bê tông vậy, nó khô giống như kiểu trộn bê tông. Thằng bên kia thì trộn sệt, thằng này thì trộn giống như kiểu bê tông vậy. Anh lưu ý cái hai này loại bê tông nó giống nhau phải không? Bê tông thì giống nhau. Rồi bê tông giống nhau, trộn một máy không phải vừa bỏ vào đây. Bê tông mình bỏ bằng lớp này rồi ha. Rồi còn màu. Ở kia nó sẽ có hai cái lốt rung. Anh nhớ nha, ở kia sẽ hai cái lốt rung. Ở nào? Ở đó. Là, ở đằng kia. Ở đằng kia sẽ hai lốt rung, để tí nữa mình để nói này trước. Để em nói này trước. Nếu mà mình muốn tỷ lệ của mình lớp màu của mình mỏng á, thì mình chỉ việc san bằng bê tông và đổ màu lên trên và san bằng. Giờ cái này đánh không? Có đánh không? Nó chỉ ép xuống thôi. Rung. Thì mình hỏi thế này. Cho mình đổ băng bê tông này không? Cao không không? Cao băng rồi. Cao băng thì mình sao mà đổ màu lên trên được? Thì em đang nói cái đó là với tỷ lệ màu mình mỏng. Mỏng không? Mỏng. Đúng rồi. Mình bên dày. Còn nếu mà cái tỷ lệ mình muốn nó dày thì mình san bằng bê tông rồi đúng không? Mình rung. Tới đằng kia mình nhấn rung cái. Nó rung thì tí nữa em sẽ nói đằng kia ha. Mình nhấn rung một cái. Rồi mình đổ màu lên trên. Lăng xuống bằng vali đó mình đổ màu lên trên. Đúng gạt, rồi, đúng gạt rồi. Tiết, đúng không? Đúng rồi. Và gạt bằng ra. Sau đó mình sẽ ép. Để đây. Với cái nến đánh này, cũng đánh bóng à? Không. Ép xuống, cái này không cần đánh bóng, tại vì cái mặt của nó bóng. Tại vì nó không có đá. Không có đá thì không cần phải đánh. Vừa có lắm không? Khi mà anh nâng á, thì thằng này á nó sẽ chạy lên trên này, nó gặp công tắc hành trình nó sẽ ngừng. Còn thằng này á nó chỉ chạy lên tầm này thôi nha, anh nhấn thì anh chỉ nhấn hơi hơi thôi, nó lên tầm như vậy là mình rút gạch ra là được rồi, đúng không? Thì vì nếu mà anh lên quá thì nó gặp cái này nó sẽ bị ở chân, chân thì vấn đề gì thì mình nhấn xuống thôi. Thì anh lưu ý thằng này ha, nó chỉ được lên được tầm này thôi. Thì nó dư nhiều là mình kéo gạch ra thôi, thì mình không làm gì cả. Sau mình lại nhấn hạ xuống, hạ cái khuôn này xuống, mình cho gạch vô. Gạch vô, cho anh thứ vô thì đại trời. Rồi, thì nếu mà mình kéo ra, mình bưng ra, bưng ra từng mượn đó. Đây không? Có cái lệnh đấy. Nhéo mình cái ba lết này ra, bỏ ra ngoài. Cho ba lết khác vô. Có lệnh đấy. Đó, như vậy là quy trình của thằng này rồi, đây là những cái tiếp. Con thằng đây. Đây. Hai thằng này. Ồ, cũng có cái chức năng y nhau. Có cái số gì hết ta. Rồi. Thằng trên thằng dưới chức năng như nhau. Hai thằng chức năng như nhau, tức là rung. Rung đó. Hồi nãy em nói rung đó, tức là rung để cho thằng kia nó mỏng dày của nó màu, nó màu đó. Là rung này, hai thằng này chức năng y nhau. Là cần đi rung là nó mình ứng là mình bấm hay là mình ứng luôn. Mình ứng nút hay luôn hay là ứng ly luôn? Ấn ly luôn. Đây bây giờ để em nói bắt đầu quy bắt đầu sử dụng những mấy cái nút này. Đây á là nút nâng khuôn lên này, nâng khuôn. Đây là nút hạ khuôn. Hai bên như nhau. Không. Hai thằng này khác, hai này khác. Thằng này là nâng khuôn, thằng này hạ khuôn. Còn thằng này cái này nâng khuôn lên á, tức là khi mà mình chưa có cái gì á, mình nâng cái này nó sẽ lên cái khuôn kia. Nâng cái này sẽ khuôn lên khuôn kia. Hai khuôn rồi. Cả nên là cái khuôn khuôn trên. Cả nên khuôn dưới. Tức là đúng không? Thằng này á là khuôn trên, thằng này là khuôn ở dưới. Hai cái điểm nâng. Thằng này khuôn ở dưới, thằng này khuôn trên, thằng này khuôn dưới, thằng này đường hạ xuống. Thằng này là hạ lên. Anh hiểu chưa? Tức là kia nó sẽ hai khuôn. Thì tương ứng là bên này và bên này. Thì đều lên và xuống hết. Rồi. Thì mình nâng lên. Nâng lên thì nhấn cái này, nhấn hai này cho lên đi. Thì tương ứng mình nhấn này trước rồi nhấn này sau. Cứ nhấn này rồi nhấn này lên. Khi mà ba lệch cái gì lại một mặt bên kia thôi, bên này lại được không? Được chứ đúng không? Thằng này cho vô rồi rút ra. Anh muốn như thế nào thì làm tùy không? Tùy. Qua về chứ không được đúng không? Đúng rồi. Rồi. Anh hình dung chưa? Rồi. Thì mình nâng khuôn lên. Nâng khuôn lên để lấy gạt ra, rồi mình lại hạ khuôn xuống. Khi mà anh ép á. Khi mà anh ép á thì anh sẽ nhấn thằng này vào thằng này. Khi mà ép á, ép sao? Tức là khi mà anh ép á, thằng này là nó xuống nè. Ừ. Thì thằng này nó rung nè, phải đồng thời hai thằng giống nhau. Anh hiểu chưa? Thằng này là của thằng dưới, khuôn dưới. Đúng rồi, thằng này là khuôn dưới. Mà xuống, khuôn, xuống làm gì nữa? Thằng này á, là khuôn của thằng này.
là bên này á là quân của thằng này. Bên này á là quân của thằng này. Rồi. Được chưa? Khi mà anh ném á thì anh sẽ nhấn thằng này lên xuống. Cho nó xuống. Đồng thời thằng này nó cũng sẽ rung. Và anh biết như thế nào để cho nó dừng không? Đó, biết khi mà anh cho cái này chạy xuống á thì nó sẽ phân cách bằng này khoảng bằng này. Khoảng cách cỡ ngang nào là vừa. Đây nè. Ví dụ như giờ anh thả nó xuống đúng không? Thì nó sẽ ngậm được khoảng bằng này hoặc là có thể bằng này. Bằng này thì tùy theo cái lớp của mình. Rồi. Ha. Khi mà anh ép anh để ý, ví dụ như mà thằng này á nó gần bằng với thằng này thì mình thả tay ra. Anh hiểu không? Đó là thằng này nè. Nó gần bằng với thằng này thì mình thả tay ra. Mình tay đưa bộ đồ làm gì? Hả? Hả? Bao tay ai biết đâu. Không, bao tay mình đưa bộ đồ làm gì cái gì? Không, có biết gì. Má đụng vô đây đứt tay luôn á. Có thằng kia là nó chung là tay đừng có đụng chân bố đồ thằng tay đó, đừng có đụng chân tay gì vô hết á. Đừng có dài mang ẹp của mấy con ngọn mua. Anh để cái này là nó khít không cần hở tí nào, chỉ xíu xíu vậy thôi. Thì anh bỏ tay vô để thích này. Khi mà anh ép á, anh thấy nó tầm này á thì buông ra, thì buông ra sẽ nó không ngậm. Không tự động hả? Không, anh ép cái này là sẽ chưa mình để ý mình đúng không? Mình phải để ý cái nào thằng ẹp xuống cỡ này là mình bấm trong lên lại đúng không? Thì ép xong rồi thì mình nhấc khuôn lên thôi. Nhấc khuôn rồi. Nhấc khuôn thì thả ra phải không? Khi mà rung là mình cứ ấn ly nút rung. Ấn hoài nút rung thế này. Đúng rồi. Đấy là ấn thêm nút. Và nút ép nữa. Xuống. Sao mình nhắc lên. Rung xong rồi rung là mình rung để cho vừa bê tông xuống xong rồi mình đổ màu vô đúng không? Đổ màu lên trên bê tông. Rung xong để cho cái đó là giai đoạn cái đó là giai đoạn đầu tiên rồi. Rồi. Hiểu rồi. Anh hình dung chưa? Được. Hình dung chưa được á? Hình dung thì mình hiểu tức là được. Khi mà anh lên á thì anh cho cái khuôn này lên trước. Vì sao? Cho cái này khi mà anh cho cái khuôn này lên á thì từ đoạn này nó sẽ lên một chút xíu. Cho khuôn này lên được một chút xíu rồi anh mới nhấn thằng này lên. Rồi mới khuôn lên. Anh hiểu không? Được, hai thằng nào lên trước. Khi mà anh lên á anh sẽ nhấn thằng này lên cho anh lên trước nè. Nó lên được khoảng một chút xíu vậy nè. Rồi anh cho thằng này lên. Cho này lên á thì anh cứ nhấn, khi mà nó chạm công tác hành trình nó sẽ dừng. Còn thằng này lên á, anh lên được xíu thôi thì anh buông nó ra. Là gì cảnh đi lên là để cảnh đi đẩy gạch xuống. Đẩy gạch xuống đó. Đúng rồi. Cho này lên để cho này đẩy gạch xuống nè. Rồi anh mới cho này lên. Anh hiểu ý chưa? Đẩy gạch xuống xong rồi cái nó mới cho cảnh đi lên đúng không? Nguyên tắc của nó nè, thằng này sẽ lên chút xíu, thằng này sẽ không lên. Thì nó sẽ gạch nó sẽ đẩy xuống. Rồi mình mới cho thằng này lên trên và thằng này lên. Thằng này lên thì lên vừa tầm anh sẽ buông ra. Tức là lên mà anh thấy tầm mình có thể kéo gạch ra được thì mình buông. Tại vì khi nó sẽ chuồng thằng kia thì nó sẽ bị chân. Mà vấn đề gì hết chân thì mình dừng cho nó xuống. Thấy lưng tự động như nếu mà nó bị chân thì mình cho nó xuống. Trong video có cái này không? Anh vận hành cái này không? Em không biết nó có không nhưng mà em nói là chắc anh hiểu rồi đúng không? Cố gắng kiếm đi. Cái video đó là nằm ở đâu ra YouTube đó. Không, cái đó em quay đó, tức là em quay nó để hướng dẫn cho khách hàng đó. Nói chung là để em về em kiếm cho. Rồi. Nhưng mà em nói anh hình dung được rồi đúng không? Rồi. Mà em nói anh hình dung được chưa? Rồi. Rồi vậy thì được rồi. Cái mày nó bận quá được không? Em gửi cho mail cho. Gửi mail đi. Rồi mail bia xong. Rồi mail qua bây giờ luôn. Mày cãi luôn, mail hình ảnh được nữa. Khả tiếng mà. Được chưa? Rồi. Còn gì thắc mắc nữa không?